Bát Nhã con ơi trở mái chèo, thuyền rồng rước khách khỏi nạn eo. Trăm năm chưa có bằng một đức, tận nẻo trong gai cá lửa đèo. Tâm thành khấn nguyện hoàng nương, cho con pháp điển trì kinh hội này. Người nghe thức tỉnh dậy thời, người đem pháp thi phước đồng như nhau. Trần gian khổ lắm con ơi, thế tục dầm chan đã tận rồi. Di phước thiện duyên nhờ lấy thể, tạo thành ám thức hưởng lành thôi. Cơ trời sắp đặt xây rất gấp, mái tạo đưa gần cạnh qua khôi. Dục thuốc nhân hiền qua cửa mộng, đưa người thức tỉnh để thiền trôi. Ngày nay mùng một tháng mười này, lời mẹ hứa dạy thời với con. Ngày nay bốn phận làm tròn, mẹ đem bản ngọc lầu son mẹ đề. Ngày sau cửa thanh giữa kề, đổ cho ba tánh trở về đường tu. Đời còn nhiều kẻ mê mù, không lo tu niệm thiên. Cuộc đời như thế cuộc cờ, ráng lo tu niệm kịp giờ qua sông. Người tu phải ráng bền lòng, dầu cho cực nhọc bền tâm tu hành. Cần trao một tấm lòng thành, tòa sen chính phẩm để anh chờ con. Dầu cho tâm trí hao mòn, mẹ đây tựa cửa lầu son mẹ chờ. Chờ cho bá tánh hết khờ, đem thuyền Bát Nhã bên bờ ngồi trong. Chờ cho con trẻ một lòng, đưa qua bỉ ngạn thẳng sông thiên đàng. Mẹ thương ba tánh lụy tràn, đêm khuya than thở trần gian có tường. Trần coi tu niệm là thường, làm sao trở lại Tây Phương cho gần. Mãi lo tranh chữ phú bần, chẳng lo kiếm chỗ đục thân sau này. Hiền lành chừng đó xúm dày, mẹ con xúm hiệp hội này chờ mong. Đời này như nước cạn dòng, ráng lo tu niệm mẹ trong đêm ngày. Kêu con sao cứ ngủ hoài, chẳng
lo tu niệm ngày mai lên đàn. Nhìn con mẹ đổ lì tràn, lo cho con trẻ trần gian lì phiền. Ra tay mẹ năm mối ghiền, đổ cho ba tánh vừa kề tiên ban. Chữ tô chơi có phủ vàng, làm tròn bổn phận thiên đàng mới lên. Bớ con phải ráng chí bền, có căn mới được giữa nền Phật tiên. Tu tâm phải ráng cần chuyên, nghe lời mẹ dạy cầm tiên hầu gần. Mẹ thương cho trẻ cõi trần, lòng còn ngu muội lập thân không tròn. Mẹ khuyên lời nói đã mòn, con người không nghĩ lòng son mẹ rầu. Thế gian nhiều kẻ cơ cầu, nghe kinh rồi lại giả hầu cười chê. Mẹ đây lòng luôn thảm thế, thương cho con trẻ lòng mê lỡ kỳ. Khuyên con tập tánh nhu mì, rửa lòng cho sạch con đi tu trường. Chuyện tu đâu phải tầm thường, làm rành mới được Tây Phương vừa kề. Làm xong mẹ rước con về trần gian, khổ lắm con mê chi hoài. Về trên ở cạnh chương đài, đêm thầy học đạo ngày rài ngâm thơ. Tu mau cho gấp kịp giờ, ngồi trên tiên cạnh mẹ chờ thành công. Chờ con rước lại tiên bồng, mẹ khuyên con trẻ con không tin lòng. Gần đây cuộc thế nào nồng, chừng con tỉnh trí khó trong kiếm mà. Mẹ nay đi đổ mọi nhà, đổ cho con trẻ tinh mà tu tâm. Thấy con lì nhỏ tuôn dầm, miệng thì thiện niệm mà tâm không lành. Người tu tâm tánh cho rành, rồi đây mẹ độ cõi thanh được về. Con ơi ráng giữ mọi bề, sao mẹ độ trẻ trở về thiên thai. Khuyên ai sao cứ ngủ hoài, đường tiên cõi Phật dậy mau lên đàn. Mẹ đâu có giả phụ phàng, kẻ ngu người trí độ sanh hội này. Độ mau chớ có trễ chạy, ai khôn trở
đời kẻ sợ người tần, rủ nhau hội họp lập thân cho tròn. Mẹ đây sang cạnh lầu son, đem thuyền bát nhã rước con đem về. Cuộc đời nay khổ nhiều bề, ham chi mà lại bỏ bê đạo lành. Rèn tâm giữ tâm lòng thành, mới mong trở lại cõi thanh là nhà. Sen kia đã nở một tòa, con tròn đạo đức con mà bước lên. Cầu cho con trẻ giữ bền, ngày sau con đặng giữa nền tiên bang. Thương con lụy đổ đôi hàng, thấy con trần thế gian nan muôn phần. Ra kinh mẹ dạy mấy lần, sao không thức tỉnh lập thân kịp kỳ. Long qua đại hội vậy thì không lo dự hội còn thi hội nào. Thấy trần đổ giọt máu đào, nhìn xem mẹ lại khổ đau muôn phần. Mẹ khuyên con ráng ân cần, mau mau kiếp kiếp lập thân hội này. Mẹ khuyên con ráng ân cần, mau mau kiếp kiếp lập thân hội này. Tuần hoàng thiên địa đổi xây, thám thương trần hạ lòng đầy âu sầu. Thế gian nhiều kẻ chưa rầu, nghe kinh rồi lại buổi đầu chê bai. Ngày nào về cảnh thiên thai, con nghe mẹ gọi ngày mai con về. Cầm tiên báo ngọc ngây hề, mặt tình con hưởng phú phê tội lòng. Ham chi cái cảnh não lòng, đời cùng có giặc thông giống đằng nào. Trời xuôi con khổ mẹ đau, dưới trần máu đổ bàn đào lý tuôn. Mở ra mối đạo đau lòng, chỉ đường cho trẻ Tây Phương trở về. Con ơi tiên cảnh là quê, cõi trần là chỗ thảm thế lụy mình. Mẹ thương mẹ nói tận tình, kêu con cho khỏi một hình ngày mai. Con chưa thấy cảnh thiên thai, ráng tu cho trọn ngày mai hưởng liền. Con ơi tỉnh thất là tiền, quỳnh nhung thanh lệ lai thiền đưa con. Mẹ ngồi trên chốn lầu son, mẹ chờ thánh lễ đứa con rước liền.
Con ơi cuộc thế nào phiền ham chi, chẳng chịu cõi tiếng quay về. Rồi đây cảnh khổ hậu kề, ráng tu cho kịp trở về mẹ trong. Trở về cảnh cổ thông dông, ở chi trần thế long đông muôn phần. Mẹ thương mẹ mới ân cần, lo cho con trẻ lập thân kịp kỳ. Long qua mở hội tràng thi, khuyên con ráng chí mà thi hội này. Ráng tu chớ có trễ chạy, nghe lời mẹ dạy đài mấy đằng gần. Chẳng lo kẻ sợ người tần, lo xong thì đặng vừa gần Phật tiên. Mau chân để bước lên thuyền, chậm chân thì trễ chuyến thiền kỳ ba. Ráng tu ở lại quê nhà, quê nhà tiên cảnh đây là trầm luân. Khuyên con lì nhỏ rưng rưng, sao con chẳng ráng đưa chân cho rồi. Cuộc đời khổ lắm con ơi, mẹ khuyên chẳng đặng lầm thôi thảm phiền. Giao cho con trẻ chiếc thiền độ, con cho đặng giữa miền tiên ban. Ham chi cái cảnh trần gian, trở về tiền cảnh an nhàn tâm thân. Đừng mê ở chốn trượt trần, ráng làm cho trọn lập thân hội này. Mau mau chớ có trễ chạy, ngồi trên đài ngọc lòng đây mẹ chờ. Chờ cho con gấp kịp giờ, con thuyền bát nhã bên bờ ngồi trong. Trông cho con trẻ tu xong, rồi đây mẹ mới trong lòng mừng vui. Độ con khỏi cảnh đi ngậm ngùi, con mau trở lại chung vui mẹ mừng. Mình duyên lành một chiếc thiền, độ cho ba tánh khỏi miệng trần ai. Ai khôn trở lại chương đài, ai ngu ở lại trần ai ly mình. Mẹ đây trở lại thiên đình, mừng cho thanh lệ trọn tình công phu. Chi lan mọc lẫn cỏ qua hường, chẳng để mũi gần chẳng biết hương. Hiền ngõ rủi xanh đời bão ngược, dầu cho thánh đức cũng xa thường. Mẹ mở đạo tiên, mẹ chỉ rằng kỳ ba khuyên trẻ ơi.
ngàn năm còn khó gặp đạo lành. Rèn tâm gắn chặt lời mẹ dạy, sửa chí từ bi nhẹn mới thành. Tận thế cùng đời khai đại đạo, thượng quân nhung tốt trở về cành. Ôi đời mạt pháp, con đừng dùng thằng, con lo bước căn để lên thuyền. Con ơi kỳ này con thiệt hữu duyên, con gặp cảnh tiên hạ trần, thấy con có đứa ân cần chữ tu. Có con cũng giả mê mù, làm sao trở lại thiên phu mẹ hiền. Mạng lo trọng tước cao quyền, đem thân trần thế giao miệng trầm lưng. Con quên lòng mẹ bưng khuân, vì con mà mẹ lì rứng đôi hàng. Nằm trên tiên cảnh mơ màng, trực nhìn con trẻ sống sáng nơi lòng. Thấy con trần thế lòng đông, mẹ khuyên con ráng chí công tu hành. Đời còn con chớ tranh giành, ráng giành hai chữ đạo lành mẹ vui. Làm xong cho khỏi ngậm ngồi, làm sao mẹ khỏi sụt sùi vì con. Thương con mối đạo con còn, làm sống bản ngọc lầu xóm danh đề. Đem con cửa thánh giữa kề, cho con thoát khỏi sống mê hội này. Chữ tu gắn chi chớ chạy, ráng tu kịp hỏi rồng mấy mẹ chờ. Chữ tu gắn chi chớ chạy, ráng tu kịp hỏi rồng mấy mẹ chờ. Chữ tu còn đứa mê mờ, mẹ thương mẹ dạy làm ngơ nổi gì. Vì ai mà mẹ khổ lì, vì con mẹ mới sầu bi nỗi lòng. Con đặng thiêu rắn vẽ rồng, làm cho con thảo phập phòng chữ tu. Nhìn con lì đổ lu bù, con đành đem dẹp chữ tu mẹ rày. Nghe lời tà mỹ mỉa mai, mau mau trở lại bồng lái cho gần. Kỳ ba độ hết cõi trần, ai khôn thì khá lập thân kịp kỳ. Sao con mê ngủ dậy thầy, kỳ thi đại hội không đi tụ trường. Chữ tu cho
trở lại Tây Phương kịp giờ. Làm xong quỷ kéo ma trì mẹ cho nó thở, con thì làm sao? Thử cho già trẻ nghe sao, thử xong mẹ lửa vàng tháo cho rành. Vàng kia mẹ lại để dành ngày cùng đặng có cõi thanh đem về. Trần gian mặc sức nhúng trề, rồi con than thở giữa kề mẹ nghe. Nực cười miệng thế chẳng nghe, không tu còn lại chê dè đạo cao. Đến ngày thấy giọt máu đào, chừng đó thì mới chịu ngao ngán lòng. Bây giờ giả lại phập phòng, nghĩ mẹ tà mị trong lòng chẳng tin. Thương con mẹ mới thiệt tình, vì yêu con dạy bạch minh chỉ rành. Mẹ không phụ trẻ cho anh kỳ tám, mẹ mở đạo lành cho con. Khuyên con tâm trí hao mòn nhiều, con sao lại lạc lòng chẳng tin. Kỳ ba mẹ lửa hữu tình, dặn con ráng nhớ công trình mẹ khuyên. Một là con kiến thiền mộ đạo, hai con tuân lời tam giáo dạy rành, ba con ráng giữ lòng thành, bốn khuyên con trẻ nhọc nhằn ráng tu, năm con cố gắng chí tu, sáu lo tu niệm ngao du ích gì. Bảy con giữ dạ từ bi, tám con theo mẹ học thì đạo tiên. Chín khuyên con nhớ tình thiện, mười khuyên con phải vẹn tuyền chữ tu. Đường xa con thấy quá mù, cho nên ngao ngán chữ tu trên đời. Mẹ đây kêu đuốc rạng ngời, ráng tu cho kịp lo đời làm chi. Thương con mẹ nói vậy thì lòng đây mẹ đã từ bi hải hà. Muốn sao ý trẻ giao hòa, đồng chung một máu vậy thì mới yên. Hoàng khai mối đạo khắp miền, vì thương con trẻ đạo tiên giáng trần. Kỳ tam còn có một lần, làm ơn tình trí lập thân mẹ mừng. Mẹ kêu đuốc huệ chỉ chừng, đặng cho con trẻ bước chân nhẹ nhàng. Khuyên con
phải ráng sửa sang, giả còn ở lại thiên đàng mẹ lui. Lửa đèo lửa thế độ nhân sanh, khó dễ mẹ cho hiểu ngọn ngành. Ám muội thì nhiều đường tiên chẳng bước đỏ con đành. Chiêu cung hạ bút ký thư đề, trì tâm nhớ trẻ hé màn quê. Kim khai đại hội ngồi trong trẻ, mẫu nhắn con sao không thấy về. Mở giọng khuyên con lòng tan nát, đạo lành con gắng bỏ đường mê. Năm canh tỉnh giấc nhìn đời mộng, nhâm dần mẹ xuống thảm cùng thế. Nhâm dần lê dân lận đận, khai đạo ra chỉ dần con đường. Khuyên con để bước cho nhanh, đua nhau đặng có tranh giành đường tu. Cuộc đời như bóng phù du, sớm còn tôi mất công phu lỡ làng. Trong con để bước lên thoàn, mẫu gái cành quê đưa sang qua bờ. Thấy con phận gái còn thờ, con ơi nên nhớ mẹ chờ nghe con. Đường tu gắn chí cho tròn, con nên nhớ mẹ lầu son mỏi mòn. Kỳ tam con chớ hận hờ, ngày nay gặp mẹ kịp giờ cho tu. Con ơi chớ có ngao du, con đành để mẹ ngàn thu đợi chờ. Con ơi đừng giả tưởng mơ, trăm năm cuộc thế như cờ bị dây. Kỳ tam đại mây mở rộng, để tìm con khỏi động thân vàng. Tòa sen chớm nở đôi đàn, chờ con trở lại tiên bang mẹ chờ. Đường tu gặp cảnh đắng đo, con nên gắn chí tầm cho tận đàn. Làm xong mẹ rước lên thoàn, con nên nhớ mẹ lầu vàng đợi trông. Làm con phải ráng hết lòng, đường tu mở rộng ngồi trong con lành. Ngày nay gặp đạo chí thành, bền lòng theo mẹ đạo lành kỳ tam. Con ơi cuộc thế đừng ham, ráng ham hai chữ kỳ tam đạo màu. Làm xong hoàng mẫu khỏi rầu, làm sao cho mẹ tiên lầu mẹ vui.
nhìn con mẹ luôn ngậm ngùi, làm sao cho mẹ tiên lầu mẹ vui cuộc đời. Lắm nỗi thon giòn ráng tu cho đặng lo tròn long danh. Kỳ tam con phải siêng năng làm sống dự hội long danh màu hoàng. Ráng siêng để bước lên thoàn, kỳ tám con trễ cõi nhàn mẹ trong. Con ơi phải ráng bền lòng, ngồi trên đài ngọc luôn trong con hiền. Kỳ tám đời trẻ kê thiền, tiên cánh lầu son mẹ đợi. Chốn bụi hằn con nghĩ ngợi mà chi, con nên nghĩ đến từ bi. Nhớ lời mẹ đã một khi than dài, mẹ ngồi trên chốn chương đài nhìn con mẹ mãi miết mài trầm luân. Nhớ con mà mẹ lụy rưng, và con ở lại chính tầng mẹ lui. Kỳ tám xuống tay cứu phàm gian, bạch ngọc quỳnh kim cũng chẳng màng. Chiều lì đôi phen đem thoát tục, nghĩ không đổ qua lì phải cười kham. Đôi lời mẹ gọi thiện tính con, nhất dạ bền tâm giữ đạo tròn. Một kiếp phù sinh là giả tạm, siêu phàm nhập thánh chốn cung xoan. Thị đời bóng xế còn chi đấy, ước đặng cõi nhàn khỏi thon dôn. Trẻ ráng thương dùm lời mẹ dạy, con ơi con hỡi bớ là con. Ôi mẹ nát ruột vì thương con dạy. Khuyên con nhẫn nại cho rồi, vì đời lọc lửa trao dồi tiện tâm. Nhớ con đổ lị tuôn dầm, diêu cung vắng bóng âm thầm buồn than. Nhắc đến dầm chán lệ ưa, nhớ con rồi mẹ chàng chưa lệ sầu. Dìu con quay gót quay đầu, đời con cho khỏi thảm sầu kỳ ban. Nhớ ngày lì đổ chán quà, con ơi con hỏi sao mà dội quên. Mẹ già mỗi đời kề bên, mẹ chờ tỉnh ngộ rước lên linh toàn. Con ơi tiên cảnh là nhà, con đành để mẹ kỳ ba trong chờ. Thương con lớn dạy nhỏ khờ, mẹ không đành dạ lặng lẽ.
phụ phàng. Con ơi tiên cảnh lạ nhàng, mẹ ngồi mẹ rước lên thoảng bơ con. Đêm nằm đổ lễ cung son, mẹ thương lập hỏi rồi con trễ kỳ. Long qua mẹ mở trường thi, con nào hổ chi dự thi hỏi này, nhớ con thao thức đài mây. Muốn sao con dạy lầu tay con về. Sao con chưa ngán cuộc đời, con đành để mẹ phương trời đợi trông. Con ơi nam nữ đành lòng đoạn tình, để mẹ ngày trong đêm chờ. Đường tu con chớ bơ thờ, đường thu thoát khỏi mê mờ nghe con. Muốn gần mẹ chiều thế tột, muốn thoát đời con phải dục thất tình. Lưới trời cao rộng tinh tinh, trong con mãn nguyện ngọc kính đem về. Cung vàng cảnh quê nhàn hà, con sống chi đời quân hạ mà ngam. Khổ đau sầu cũng phải cam, vui chi đó mà con ham bơ trẻ. Diêu điện kỳ tam hạt ra, tỳ bà kim nhảy nhẹ khuyên đời. Thương con mẹ mới cạn lời, vì nay mẹ đã sắp bài biến thiên. Thi hội mẹ đã lựa tuyển, lựa con hiền dẫn về kiển tiên đài. Nhớ con lễ nhỏ tuôn dài, cho nên mẹ mới hoằng khai mối đạo. Lựa đặng trai hiền gái thảo, sao con đành tâm phủi đạo mẹ hiền. Nhớ con lấy mẹ bình nghiêng, thương con trên chốn màn tiếng đau lòng. Nhớ là nhớ cảnh long đông, thương là thương trẻ khó mong quay về. Cho nên mẹ mới giữa kề ngày khuyên đêm nhục con về. Mẹ vui nhìn con và mẹ ngậm ngồi, đành đem dốc ngọc chôn vùi biển khơi. Thương con mẹ lửa con thời, lửa xong rồi mẹ lập đời con vui. Mẹ thương con quá con ơi, con đành để mẹ mẹ ngồi đợi ai thương. Ngày con gặp đắng cay, muốn con thoát khỏi trần ai cho rồi. Con ơi con hỡi, con đành để mẹ đứng ngồi nhớ thương. Ngày nào dự hội đông phương, sáng đi mẹ rước đài chương con vào. Trầm hương phượng phất ngạt ngào, con vào mẹ thưởng hồng đào cho con. Quá thương mẹ mới chiều loàn, lo cho con trẻ lầu son thanh nhàn. Cực lòng mẹ chẳng buồn than, miễn con mẹ đặng lên thoàn mà thôi.
Ngày đêm con ráng trao dồi chữ tu của mẹ là ngôi thiên đàng. Thương con đổ lụy đôi hàng, cho nên mẹ mở kim thoảng kỳ ba. Diêu cung lì đổ trang hòa, con ơi nhớ mẹ vậy mà không con. Nhớ rằng mẹ khóc đài son, nhớ ngày lập hội xa con dạy thờ. Tu hành con mãi u ơ, ngày nào con đặng kịp giờ thành công. Con đành để mẹ gắn công, con đành để mẹ lụy hồng đổ tu. Ngày nay mẹ quá đổi buồn, buồn cho con mẹ luôn tuồn mẫn mê. Buồn là thấy cảnh thảm thế, ráng tu mẹ rước con về nghe con. Ngày mai mẹ đã lo tròn, giả con ở lại lầu son mẹ về. Tâm chí thành, lòng con đã kính, nguyện đem lời vàng của mẹ để muôn nơi linh tử nghe cùng. Hiểu được lời mẹ dạy, gắn công tu niệm, màn quê cảnh cũ quay về Đài Liên. Miễu ngũ hành Tây A, thành phố Bình Trưng Tây ở xứ quận hai. Rằng nay con mẹ tâm thành hùng chung ân tâm bộ kinh màu hoàng, khuyên đời tu niệm trần hoàng ngàn. Để cho ba tánh xa gần cùng nghe, duyên lành hỏi đủ giây thời, minh duyên quê nhân ghi lời chân kinh. Phước đầy hòa mang duyên thành, xin để hồi hướng xa gần ứng chung. Nguyễn thị tài tuổi thời 68, người tâm thành hiệp với cháu con. Tâm thành dân mẹ hôm nay, chứng lòng cho trẻ trần ai thanh cầu. Nguyễn Thị Lan hoàng dẫn con mẹ, người họ Hầu tuổi chẳng 52. Bùi Anh Kiệt tuổi 45, Lê Thị Trúc Hồ Hoàng Nghĩa, Nguyễn Thị Kim Duyên, Nguyễn Văn Kiên tâm thành khẩn đau. Ân tông kinh này cầu phước ba gia, cố chi lại giới gì ba. Tâm thành mà chi quý ghi ra lời vàng, hơi trong linh tử cõi trần, nghe lời kinh kệ phát tâm tu hiền. Thời kỳ mạt pháp đừng gì chớ, tiền danh lại buộc ràng tâm thân. Nghe lời khuyên đặng ân cần, cầu trên lĩnh mẹ chương tòa chứng
tri, cầu phước đức hữu di cho trẻ, cầu gia đàn hạnh phúc an vui, cầu cho sức khỏe tâm thành, cầu cho vạn ý như lời hôm nay. Những người Phật tử tâm thành cầu xin mẹ chứng con thời ngày nay, khuyên đời tu niệm dạy thời, đồng chung ba tánh cùng nhau lưu truyền, nghe kinh rồi lại trao truyền cho người hiểu đạo, nghe cùng phước duyên, minh duyên huệ nhận tâm thành. Ngày nay phó chúc đạo lành ba gia, Nam mô vô thượng hư không diêu trì Phật mẫu các đại chứng minh, Nam mô tam tòa thánh mẫu chứng minh. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý nam nữ Phật tử gần xa kính mến, bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 17 này đến đây được viên mãn. Một lần nữa kính chúc quý liệt vị thật nhiều sức khỏe và cầu mong các bậc cao nhân, các bậc thiện tri thức đồng chỉ dạy thêm, và rất mong quý vị đón nhận với tình cảm sâu sắc. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Tát Đại chứng minh. Vô thượng hư không diêu trì Phật mẫu Tát Đại chứng minh. Bát Nhã con ơi trở mái chèo, thuyền rồng rước khách khỏi nạn eo. Trăm năm chưa có bằng một đức, tận nẻo trong gai khá lửa đèo. Tâm thành khấn nguyện hoàng nương, cho con pháp điển trì kinh hội này. Người nghe thức tỉnh dậy thời, người đem pháp thi phước đồng như nhau. Trần gian khổ lắm con ơi, thế tục dầm chan đã tận rồi. Di phước thiện duyên nhờ lấy thể, tạo thành ám thức hưởng lành thôi. Cơ trời sắp đặt xây rất gấp, mái tạo đưa gần cạnh qua khôi. Dục thúc nhân hiền qua cửa mộng, đưa người thức tỉnh để thiền trôi.